Kính chào các bạn nha. Sau đây nội thất Sen xin gửi tới các bạn cách lắp bàn ca 1m2 x 60. Đấy, bước đầu là mình đặt chân xuống, xỏ xà vào lỗ. Đây. Tiếp theo là mình bỏ chân còn lại vào lỗ. Rồi, hình thành một cái khung rồi. Đấy, tiếp theo là đến công đoạn là mình bắt vít vào 80 lỗ xà của nó. Đây. Các bạn thấy đấy. 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 Đấy, tiếp theo là vít đấy. Rồi. Đấy là hoàn thiện một cái khung rồi các bạn nhé. Rồi. Tiếp theo là mình đặt mặt bàn lên. Hoàn thành một chiếc bàn chiếc ca 1m2 rộng 60. Đấy. Các bạn bắn vịt vào đầy lỗ nhá. Đấy. Căn chỉnh đều vào. Nếu mà không vừa thì mình lấy thước đo. Đấy. Rồi, xong rồi các bạn nhé. Đấy. Hoàn thành một bàn chiếc ca đấy. Ok các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn nhé.